đã tìm thấy nạn nhân mất tích dưới kênh thoát nước ở Đồng Nai. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân mất tích dưới kênh thoát nước ở Đồng Nai đã được tìm thấy. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông sáng ngày 23 tháng 9, một cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất, Đồng Nai xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi ở kênh thoát nước trong cơn mưa chiều ngày 21 tháng 9, vị trí tìm thấy thi thể cách hiện trường rất xa. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ 45 phút sáng nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể người phụ nữ trên địa bàn xã Gia Tân 2. Cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục liên quan để bàn giao cho gia đình lo hậu sự, vị cán bộ huyện Thống Nhất nói. Trước đó, trong cơn mưa lớn chiều ngày 21 tháng 9, bà TTM, 52 tuổi, xã Gia Tân 1, trong lúc đi bộ dọc đường Đức Huy Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, đã sụp xuống mương nước ven đường và bị nước cuốn đi mất tích. Phát hiện vụ việc, người dân chạy ra cứu nhưng không kịp. Được biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, trời mưa rất lớn. Trước khi bà M bị cuốn vào cống thoát nước, một học sinh khoảng 7 đến 8 tuổi cũng bị cuốn vào dòng nước xoáy nhưng được cứu kịp thời.